Rồi hôm nay được hướng dẫn em giải cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm 2024-25 toán lớp 11. Đề này như cũng mới thi hôm nay đó. Thời gian 90 phút ở trường Trung học Phổ thông Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Rồi đề này cũng 3 phần y chang như trắc nghiệm ha. Trả lời đúng sai và điền đáp số. Lời ngắn. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu số 1. Tốc độ nha, giờ không có giải chậm đâu, bây giờ mình đã thành thạo rồi, giải 20 gần 30 đề rồi mà bây giờ mà kêu mà giải từ từ nữa thì không có được, không phải nhanh mới được. Đây vì trễ trễ là 2 buổi đó cho nên không được ha. Thí sinh trả lời một rồi, tôi câu một nè, mệnh đề này sau đây là sai. Câu A nè, tan mà xin chia cos có khác không là đúng. Câu B, cô tan bằng cos chia sin cos sin khác không là đúng. Câu C, sin bình cộng cos bình này bằng cái này nó cho bằng 11 đấy ha. Bằng 1 chứ, bằng 1 là sai. Cái này không phải là sin bình đâu. Cái này là sin của cái góc bình phương đó. Câu C là sai nha. Vì phải là sao? Phải là sin bình của cái gì mới đúng nè. À, 2018 nó dụ mình đó, hiểu không? Đó, 2018 alpha này nè. Đó, cộng cos bình này mới bằng 1. Ừ. Còn sin với cos chạy từ trừ 1 đến 1 là đúng. Đúng thì khỏi giải thích các bạn ơi. Chỉ giải thích cái sai thôi. Đúng chưa? Đúng giải thích làm chi nữa. Rồi câu 2. Một chọn C, lệnh bậy bạ. Chọn C. Rồi, cho dãy số ON bằng -1 với N chia 2 N cộng 1, số hạng thứ 6 của dãy bằng bao nhiêu thì số hạng thứ 6 của dãy ứng với N bằng 1 là U6 đó. À, sẽ là bằng 6 đó. À, là U6 là bằng là -1 mũ 6 chia cho 2 mũ 6 cộng 1. Trừ 1 mũ chẵn là bằng 1, 2 mũ 6 là như 64 cộng 1 bằng 1 phần 65. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Chung là thầy sẽ gửi cho em cái đề qua để em tự tham khảo đáp án nha. Thầy là không có chiếu đáp án làm gì, cũng vậy thôi. Rồi, tập nghiệm của phương trình này thì chúng ta biết ở công thức sin bằng sin 2x nó lớn hơn cos nè. Chúng ta phải đưa về sin bằng sin. Sin U và sin V thì U bằng B cộng K2B, U bằng B chữ V cộng K2B. Đúng không? Đó. Bằng có B chia 2. Cái này để né né cái này bạn. À, bị chung. Rồi. B chia 2 chữ X đúng không? Mà sin B chia 2 chữ X đó là bằng sin X. Đó, dùng công thức luôn. Đó là sin U bằng V. Thì U bằng V cộng K2B. Ra được chết đúng không? Hoặc tại vì U bằng B trừ V cộng K hay V. Tại vì chương trình học kỳ 1 mình thi nó cũng giống, nó có phần này là hết nha các bạn. Nhưng mà nó ít thôi. Chắc là nó cho phần phía sau nhiều hơn. X chuyển qua là trừ X này, hay X chuyển X còn lại là X. Rồi cái này chuyển qua là trừ x chuyển qua cộng x là 3x chia 3 xuống. Tức là x sẽ bằng là b chia 3 cộng k hay b chia 3. Ha. B chia 3 cộng k hay b chia 3. Đó, ghi giống đáp án luôn k hay b. B chia 3. Rồi k thuộc z. Rồi, là nếu mà chúng ta kết luận theo tự luận là như thế nào? Vậy phương trình có trắc nghiệm là để chữ vàng ha, chữ hoặc số chữ vàng đấy, tại vì mấy cái đề lớp 12 bạn sau này nó dài lắm, nó dài mấy từ từ câu từ chữ luôn, bạn đọc thiếu nghĩa là bạn sai liền. Rồi ở đây là k hay b nè, rồi b chia 3 cộng k hay b tức là đáp án b đúng không? B b chia ba, không phải 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 phải, ủa sao hai cái đáp án này giống nhau ta? À không phải, cái này là k hay b chia ba này mới đúng, là a mới đúng nha. Rồi câu 3 a. Ừ. Rồi, ta đi vào câu số 4. Một cấp số nhân có công mọi quy lớn hơn 0, số hạng thứ 2 bằng 4, số hạng thứ 6 bằng 64 thì số hạng tổng quát của cấp số nhân tính theo công thức nào? Thì dễ là theo đề bài này, đúng không? Đó, thì ta có đó là
Số hạng thứ hai là U2 đúng không? Số hạng thứ 4 là U4. Số hạng thứ hai là bằng 4 là U2 đó. Còn số hạng thứ 6 là U6 bằng 64. Rồi thì chúng ta sẽ dùng cái công thức là gì? Gì? U N đúng không, bằng U1 nhân quy mũ N trừ 1, tức là đây là U1 nhân quy bằng 4, còn U6 là U1 nhân quy mũ 5. U1 nhân quy mũ 5 bằng 64. Thì cái này mình sẽ lập tỷ lệ ra, hiểu không? Thì đó mình suy ra là lấy U1 cái thằng bự viên nhỏ đó, U1 nhân quy đó bằng 64 chia cho 4 là bằng 16. Từ đó mình mới suy ra U1 chỉ đơn giản quy còn là quy mũ 4. Quy mũ 4 bằng 16. Bằng 16 đúng không? Quy dương cho nên suy ra quy bằng 2 vì quy dương đúng không? Tức là mũ 4 là 16 là 2 mũ 4 vậy. Hiểu không? 16 là 2 mũ 4. 16 bằng 2 mũ 4. Và do quy dương cho nếu mà quy từ dưới là cộng trừ 2 đó. Được chưa? Rồi vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là phan số hạng tổng quát ha. Cái số hạng tổng quát tôi biết rồi, công thức đúng không, cấp số nhân là UN đó, UN bằng U1 quy mũ N trừ 1, U1 của mình đó là chưa có tính ra, tức là đây phải tính thêm U1 nữa mới được nha. Rồi ta có là U1 nó bằng là 4 chia cho quy là 4 chia cho 2 là bằng 2. Rồi thì đây mình sẽ thay vô 2 nhân cho 2 mũ n trừ 1 là cộng mũ là 2 mũ 1 cộng cho 2 mũ n trừ 1 đơn giản 1 còn 2 mũ n. Rồi thì chúng ta chọn đáp án là A. Đúng không? Rồi, dùng ba chương trình học kỳ 1 cũng dễ vậy thôi, gì đâu khó. Chung học hiểu là cái gì cũng dễ. Rồi tổng bình phương trắc nghiệm của phương trình này, nó kêu là tổng bình phương trắc nghiệm phương trình này, trên đoạn này phải giải ra mình mới giải được tổng nó là nhiêu đúng không? Đó, phương trình này. Đó, cos này nó bằng 1 thì mình hiểu giống như là này là u nè. Đó, thì tương đương 1 thì đuôi là k hai pi đúng không? Đó, nhưng mà mình bấm shift shift cos 1, bấm shift cos 1. Nhớ chỉnh chế độ radian, shift mode 2 2. Shift cos 1 nó hiện số gì? 0. Không, không ai ghi không đó. Rồi sin bằng k hai pi đúng không, thì mình hiểu như cái số này đó mà để nó có nghiệm thì buộc rằng là sao đó, buộc rằng là nè đó, mình nói là để phương trình có nghiệm. Mấy câu này cho hơi lạ nha, có nghiệm khi mà chỉ khi đó là k nó chạy từ trường sin nó chạy từ trường 1 đến 1 đúng không, được chưa? Cos này là sin này nó sẽ chạy và từ trừ 1 đến 1. Đấy. Hiểu này nha, sin nó chạy được trừ 1 đến 1. Này tương đương với K2B nó chạy từ trừ 1 đến 1. Thì tương đương với K nó lớn bằng là trừ 1 chia cho B. Trừ 1 chia cho 2 vi. Nhấn này vô nó dễ bị ấy này lắm. Trừ 1 chia cho 2 vi. Đúng không? Bán bằng K. Bán bằng 1 chia 2 vi. Rồi mà K nguyên đúng không? Cái này là trừ 0 phẩy mấy. Cái này là 1 0 phẩy mấy đó. Thì tương đương với k bằng 0 vì k thì chết đó, k bằng 0 cho nên nên sin 2x sin x đó, nó bằng là bằng 0. Rồi mới giải tiếp mà sin x bằng 0 đó, thì x sẽ bằng cái đuôi là k pi đó, làm tiếp k tiếp cái k này nó khác cái k này nha, mỗi phương trình mới rồi đó, vậy shift shift sin 0 nó bằng 0 không. Rồi sau đó mình mới kẹp tiếp vì nè không bán bằng x bán bằng 2 pi để cho đó ha, điều kiện đó nên không bán bằng k pi bán bằng 2 pi, mình chia pi xuống, không chia pi là không,
bán bằng KB chia cho KB là bằng K, bán bằng 2B chia 2 là bằng 2, đó, vậy K bằng 0, K nó sẽ thuộc 0, 1, 2, đúng không? Đó. Đây. Rồi, đó. Thì sẽ có ba nghiệm không? Thay vô một lượt luôn nè. Nếu mà làm từ từ là gì nè, biết bằng 0, thì ta có x1, biết K bằng 0, đúng không? Ta có x1, nó bằng là 0, thay bằng KB vô đó, hiểu không? Đó, với K bằng 1, đó, ta có x2, nó bằng là B. Rồi, đúng không? Rồi, với K bằng 2, ta có x3, nó bằng là 2B. Đó. Rồi, ta tính tổng các nghiệm là x1, tổng x2, tổng x3, tổng bình phương chứ. Cái bài này gài 7 nha. Tổng bình phương các nghiệm nha. Tổng bình phương các nghiệm. S sẽ bằng là x1 bình đó. Cộng x2 bình, cộng x3 bình. Đó. X1 bình là 0 bình. Cộng B bình. Đó, hiểu không? Rồi. Cộng 2B bình. Vậy là B bình cộng 4B bình là 5B bình. Vậy chọn đáp án là A. Chúng ta giải tất cả các tỉnh ở Việt Nam mình luôn đúng không? Vậy mới giỏi được chứ. Hà Nội, miền Trung, nói chung là thành phố mình đầy đủ. Rồi giải này sau đây là cấp số nhân. Thì muốn biết đó là cấp số nhân hay không thì cái số sau mà chia cho số trước à, nó sẽ ra là một hằng số. Đúng không? Thì nói chung là mấy cái giải này cấp số nhân là UN cộng 1 nó bằng UN nhân Q, nó có dạng đó mới được. Hiểu không? Thì ta có đây nè. Ta xét đáp án A, ta có là với n bằng 2 ta có xét đáp án A đó nha. U với n bằng 1 chứ. N bằng 1. Thì ta có là U2 thay vô đó bằng trừ 3. U1 tức là bằng trừ 3. Đúng không? U1 là bằng trừ 3 nhân cho 1 là bằng trừ 3. Đó. Rồi. Ta có là U cấp số nhân là sao? UN cộng 1 bằng UN nhân Q. Nó có dạng đó đó. Vậy nói chung là thôi mình làm gì đi. Nè. Đó. Cấp số nhân á. Có dạng UN cộng 1. Vì cho nó dễ cho nó nhanh nha. Bằng U1 nhân Q bằng UN nhân Q. Đó. Cho nên ở đây ta thấy là chỉ có đáp án A thỏa mãn thôi. A là thỏa mãn. Vì Q nó bằng là trừ 3. Còn mấy đáp án kia là không có đáp án là thỏa mãn chứ. Được chưa? Rồi chọn A cho nó nhanh. Cái máy này mình đi chứng minh từng đáp án sai nó biết chừng nào xong. Nha. Rồi. Ta đi vào câu số 7. Cho cấp số cộng UN có số hạng đầu U1 trừ 4 số hạng thứ 3 U2 bằng 2. S6 của tổng số 6 số hạng đầu chỉ tiên quá dễ. Đó, theo đề bài. Đó, ta có. Đây là cho U1 bằng trừ 4. U3 bằng 2. Rồi cái này ta giải cái hệ này ra là xong. Đó. Ở đây U1 theo như cấp số cộng á. Đúng không? Là U3 nó sẽ bằng là U1 cộng cho N trừ 1 nhân D. Đúng không? Là 2D đó. Nó bằng 2. Như này giải ra U1 4. Giải bằng tay cũng được luôn ha. 4 thay vào đây nè. Trừ 4. Chuyển qua cộng 4 là 6. 6 chia 2 lần 3. Cho nó nhanh. Rồi. Sau đó ta tính tổng của 6 số hạng. Đầu tiên tức là S6 theo công thức là SN đúng không? Bằng N chia 2 nhân 2U1 cộng N trừ 1 nhân D. Tức là N là 6 chia 2 này. Đó, nhân cho 2U1 theo công thức đúng không? 2U1 2U1 cộng cho N trừ 1 tức là 6 trừ cho 1 nhân cho D đó. Làm rất từ từ luôn ha. 2 nhân cho U1 U1 tức là trừ 4 cộng 6 trừ 1 là 5 nhân D là 3 chia cho 2 rồi. Ở trong ruột này là trừ 8, đây là 15, 15 trừ 8 là ra 7, 6 chia 2 là 3, 3 21.
Rồi chọn đáp án A. Đúng không? Câu câu 7 đúng không? Coi coi. U1 là bằng trừ 4 trừ 8. S6 là tổng số hạng đầu tiên. Rồi. S6 là 6 chia cho 2, 2U1 nhân N trừ 1 nhân chữ D. Để tính cái này chắc có đúng không? U1 trừ 4 đúng không? U1 trừ 4, D. Trừ 4 chuyển qua thành 4, 6, 6, 6 chia 2 là 3, đúng rồi. Vậy là đáp án này nó sai luôn mà. Đáp án nó ra đáp án C. Sai nha, câu 7 nè. Câu 7 nè, trừ 21 đúng không? Mở đây là 1.1. Đấy. Hiểu không? 1.101 nè. Đây nè. Câu 7 nó ra câu C. Không hợp lý nha. Đấy, có lẽ bị nhầm rồi đó. Được chưa? Tính rất kỹ đúng không? Nè, để coi cái đề là U1 trừ 4, U2 bằng 3 đúng không? Đó. Nè, coi lại cho em biết luôn để nếu mà em soi lại. U1 trừ 4, U2 bằng 3. Đó, đây là cấp số cộng, đúng không? Thì U1 trừ 4, U2, U3 đó, nó bằng U1 cộng 2D. U1 trừ 4 thay vô đây, trừ 4, chuyển qua thành 4 là 4, 2, 6, 6 chia 2 bằng 3, bấm cũng ra y chang thôi, đúng không? Thì theo công thức SN đó là bằng N chia 2 nhân 2U1. N là nhân 2U1 cộng N trừ 1D, nếu mình coi là công thức cấp số cộng nè. Đấy. Mấy bạn hiểu không? Đáp án nhiều khi cũng bị lỗi là bình thường. Không phải lúc nào cũng đúng đâu. Đừng có tin cậy chăm chăm nè. N nè. Nhân 2U1 cộng N trừ 1 nhân D nè. Thấy chưa? Đó. Vậy đây 6 chia 2 này rất là hợp lý nha. 2 nhân U1 là trừ 8 nè. Cộng N trừ 1 là 6 trừ 1 là 5 là D 3 là 15 là 15 trừ 8 là 7. Đúng không? 6 chia 2 là 3, 7 31. Rồi, chọn A mới đúng nha. Đáp án bị lỗi luôn. Rồi, ta đi vào câu tiếp. Câu 8. Tập xác định đây, cái hàm số này xác định khi nào? Tập xác định của hàm số này khi cái mẫu nó khác không đúng không? Đó, tức là hàm số y xác định khi sin x trừ cos x khác không. Đúng. Thì sin x trừ cos x khác không, thật ra ở đây rất là nhiều bạn làm gì sin x khác cos x đúng không? Rồi chia hai vế cho cos, chia hai vế cho cos là có được hay không, lỡ như cos nó bằng không mình sao, đúng không? À, lỡ như cos nó bằng không là sao, đúng không? Thì cái bài này chuẩn của mình, đừng nên làm cách này, mình sẽ dùng cái phương pháp này là chỉ cho. Rất là nhiều giáo viên giải gì đó chia không nên nha, chia là 7 đó, nhưng mà nó đúng đáp án thôi, nhưng mà nó không có đúng phương pháp, được chưa? Đó, để tôi sẽ làm cho bạn xem. Sin x đúng không, khác có tiếp mình phải chuyển gì sin khác sin đúng không, nó sin x này. Khác gì cos là chuyển gì sin biết ở gì đó, là sin pi chia 2 trừ alpha bằng cos alpha đó, làm như vậy mới là đúng theo luật làm toán, còn làm kia kia là làm đối phó đó, thấy không? Dấu khác đó, là mình phải để trong cái dấu và. Đấy, chứ mà để một vuông là coi như sai bét luôn. X khác. Đó, giống như dấu bằng thôi. U bằng V cộng cả hai pi. Thì cái này là U khác V cộng cả hai pi. Dưới pi trừ V trừ 2. Nha. Đó, trừ X cộng cho cả hai pi. Nói chung là mình nên làm mấy cái này để mình có được cái kỹ năng. Rồi X khác đúng không? Pi trừ V cộng cả hai pi. Pi trừ V. Pi chia 2. Cộng cả hai pi. Làm như vậy là chuẩn luôn mà. Đúng không? À. Cái đầu tiên mình chuyển qua là trừ x này, chuyển qua là x cộng x là 2x, rồi mình chia 2 xuống là pi chia 4 này, chia 2 lúc còn 2. Còn này là trừ với trừ cộng x này, chuyển qua là 0. X chỉ x là 0. Đúng không? Còn này pi trừ pi chia 2 là pi chia 2. Đó, mà mình hiểu nè. Pi chia 2 á, đây là pi chia 2 đúng không? Đó, pi chia 2 cộng k hai pi hiển nhiên khác không rồi. Tại vì sao hiển nhiên? Bởi vì mình sẽ dễ để ra k. Đó, mình chuyển qua là trừ pi chia 2 chia 2 pi nữa đúng không? Vậy là k nó sẽ khác gì? Đó, khác. Đúng rồi, chuyển trừ pi chia 2 qua chuyển này là biến, chuyển qua trừ pi chia 2 chia cho 2 pi nữa, tức là trừ 1 phần 4. Thì hiển nhiên k là số nguyên khác 1 phần 4 là hiển nhiên đúng rồi. Cho nên cái nghiệm của mình chỉ là này thôi. Hiểu không? Đó, vậy là siêu chuẩn luôn đó. Chứ đừng có chia cos nha, mấy cái đó là sai đấy. Về nguyên tắc là nó đúng đáp án nhưng mà nó sai về bản chất các bạn, hiểu chưa? Rồi vậy đây tập xác định nè, tập xác định của hàm số là d bằng r hiệu pi chia 4 cộng k pi, đó là đáp án
Đáp án B. Được chưa? Đó, chọn B. Ta đi vào câu chính. Khẳng định là sao đây sai trong các khẳng định sau? Rồi có này mình hiểu đây, tức là đây là đúng nè. Hiểu đây là tức là gì? Có 6A nè. Đó là mình hiểu code của 2 nhân 3, 3A hiểu giống như alpha vậy đó. Là hai cos bình alpha trừ 1 lần này, này đó, vậy là nó đáp án A là đúng. Nó hỏi sai nha. Rồi có 6A này, làm rất từ từ này, có 6A đó. Ô, mấy này đều có 6A hết đúng không? Thì sẽ làm tất cả những cái công thức nó đúng luôn nè. Đó là bằng cos bình 3A trừ sin bình 3 đó, A 3 xem như là alpha đó bạn hiểu không? Đó là hai cos bình 3 trừ 1. Hay là 1 trừ cho 2 sin bình 3A. Đó, chỉ có đáp án B là tào lao, nó cho số 3 hôm nay nha. Rồi chọn B. Rồi tôi đi vào câu số 10. Mệnh đề là sao đây là sai? Giải này là giảm, giải này là tăng, giải này là tăng, giải này là giảm. Nói chung nó cho tự lưa hết đúng không? Thì bây giờ mình xét cái giải này này, muốn biết tăng giảm dễ lắm. Thì xét đáp án A nha. Mình có thí dụ là bây giờ xét cái này nè, xét UN là này nè. Dễ hay dễ khó, khó dễ mình cho bằng 1 chứ bằng 2 bằng 3 là biết liền đó. À, với n bằng 1 2 3 ta có u1 à, 1 thay vô là bằng 0 đúng không? À, 1 thay vô là bằng 0, 1 trừ 1 chia căn 1 bằng 0 đó. Còn ba số đầu tiên là được biết rồi, 2 thay vô 1 trừ 2 là trừ 1, trừ 1 chia cho 2 tức là đây u2 này. Đúng hai đúng không? Lấy 1 trừ 2 là trừ 1. Chia cho căn 2. Rồi U3. U3 đó là 1 trừ cho 2 là trừ 3. Đúng không? 1 trừ cho 1 trừ cho 2 á là 1 trừ cho 2, 1 trừ cho 3 là trừ 2. Chia cho căn 3. Đó, vậy cái giải này tăng hay giảm? Giải này đúng không? Đó, trừ 1 chia căn 2, trừ 2 căn 3 mình muốn dùng máy tính để biết được cái này thôi chứ còn cái sao mà biết nổi mấy này. Cái này là giống như là trừ 0,7, 0,7 đó. Còn trừ 2 chia 3 mấy này đố em chia được, tôi còn chia không được, thầy là cũng phải bó tay không có chia tay nổi đâu. Rồi trừ 1,15 không, trừ 0,15 này mình thấy không nè, nó hạ đây là âm, hạ xuống nữa âm đúng không? Vậy giải này là dễ giảm. Đó. Nói chung là mình dự đoán nó vậy đó, dễ giảm ha, tức là nó giảm dần nó hiểu không? Mình xét đến cái giải này. Cái mẹo nha, còn khi mà làm tự luận nó kêu chứng minh dự tăng dự giảm là phải làm theo phương pháp mà. Còn cái này là đang làm theo cái trắc nghiệm đó. Với N1, 2, 3, ta có U1. Đó, mình thay vô ha, 1 cộng cho sin bình của 1. Đó. Nói chung là 1 cộng sin bình của 1 là bao nhiêu? Bấm máy tính thôi, chỉnh chế độ radian nha. 1 là cộng này sin của 1, sin bình của 1 đúng không? Sin của 1 bình phương á là nó sắp xỉ là 1,7 ha, à, nói chung là bằng 1,7 đi. U2 đó là bằng 2 cộng sin bình của 2. Nói chung là này chắc chắn là dễ tăng rồi. Chứ tại thầy làm cho vui vậy chứ nhìn là biết dễ tăng rồi. Tại vì sin nó chạy từ trừ 1 đến 1 mà cái này nó 2 nó tăng chắc 2,8 mấy á nha. U3 làm cái cho vui vậy đó chứ thật ra mấy này nhìn là biết dễ tăng rồi, ba cái đầu nó tăng nó là dễ tăng. À, nó là 3,1 á, 3,0 vân vân, vậy đây là giải tăng theo đáp án là đúng ha. Vậy đây là đúng, A này là B đúng. Mà nó hỏi là sai đúng không? Này, A đúng. Mình phải kiểm tra hết đúng không? Đáp án nào cũng phải kiểm tra hết. Đó, chứ không kiểm tra không được nha. Xét. Rồi giải C giải này. Giải này cũng tăng chắc luôn. Rồi với N bằng 3 ta có là U1. N1 nhẩm được 2 nhân 1 bình trừ 5 là trừ 3. Đúng không? U2. 2 nhân 2 bình là 2 nhân 4 là 8 trừ 5 là 3. U3. 2 nhân 3 3 bình là 9, 9 2 18, 18 trừ 5 13, tăng chắc đúng không? Là giải tăng. Dẫn đến đáp án. Cho nên dẫn đến
C đúng luôn thì chắc chắn chọn D rồi nha. Đó, nhưng mà đây là làm cho hiểu luôn chưa. Đó, thì ta có VN 1 2 3 ta có đó là U1, đó là bằng 1 cộng cho 1 chia 1 là bằng 1 là 2, 2 mũ 1 là bằng 2 đó ha, U1 bằng 2. Rồi U2, 2 do là 1 cộng cho 1 phần 2, 1 cộng 1 2 là 3 phần 2, 3 phần 2 mà mũ 2 là bằng nhiêu ta, 3 phần 2 mũ 2 là 9 phần 4, 9 phần 4 là 2 phải 9 chia cho 4 là 2 phải 2, 2 5 hay gì đó, 2,25 đó ha. Rồi U3 là 1 chia cho 1 cộng 1 bằng 3, 1 bằng 3 đúng không, 1 cộng 1 bằng 3 là 4 bằng 3, 4 bằng 3 mình bằng mũ 3 lên, 4 mũ 3 là 64 đúng không. Rồi 3 mũ 3 là 27, 64 chia 27 đó là 2,370. À, tức là ở đây nó là dễ dễ gì, dễ tăng đúng không, à, dễ tăng cho nên dẫn đến đáp án D. À, sai, vậy mình chọn D, à, làm rất bài bản luôn nhé. Rồi ta đi vào câu số 11. Cho góc alpha thỏa mãn, đây là cung phần tử thứ hai, khẳng định là sai, đây là đúng. Bây giờ nó cho bốn đoán đúng không. Rồi thì ta có nè, vì chắc chắn là mấy cái góc mình chỉ cần tính sin thôi, à, chỉ cần tính cos thôi chứ, à, có phần tử thứ hai thì cos alpha nó là âm. Vậy nếu mà hết giờ mình cũng không chọn này, thằng này dương đúng không, thằng này âm là chắc chắn là âm, tan âm loại này luôn, chỉ còn này đúng như này thôi đúng không, một trong hai đó thôi, tính cos ra cái coi nó giống nào đúng không, là chọn ngay lập tức cos bình alpha bằng 1, à, từ đó mình suy ra đó cos bình alpha trước nha. À, mình sẽ lấy là gì, 1 trừ sin bình alpha, 1 trừ 3 bằng 5 bình phương, tức là 1 trừ 9 phần 25 là bằng 16 phần 25 đó. À, từ đó mình suy ra cos alpha nó bằng căn 16 phần 25 là 4 phần 5, 4 phần 5 là loại nha. À, nó âm mới nhận, hoặc cos bằng trừ 4 phần 5 nhận, vì cos alpha đó là âm. Rồi ta có cos rồi đúng không, nhận là lụm ngay lập tức đi, chọn luôn đoán D cho rồi khỏi dùng tan, tan của tan tính ra nó cũng lỗi đó nha, làm luôn nhớ nhanh vậy đi, mấy kia mình tự tính. Rồi cho góc alpha thỏa mãn điều này, cô ta alpha bằng 2 tính này. Cái bài này chúng ta sẽ không bao giờ giải ra được alpha đâu nha. Nhưng mà chúng ta dùng công thức này là tan A cộng B nè. Rồi chúng ta biểu diễn qua cotan, dừng tính ra cotan rồi biểu diễn qua tan rồi thay vô. Đó, chứ không thể tính ra được alpha đâu. Đó, mình dựa vào cotan bằng 2 là mình sẽ biến đổi này. Biến đổi. Biến đổi nha. Biến đổi như thế nào thì chúng ta quá quen rồi nha. Chu kỳ của cotan phía tan là pi. Đúng không? 5 pi chia 2, 5 chia 2 là 2,5 á. 2,5 mình tách ra là pi, 2 pi nè. Được chưa? Đó, 2pi cộng thêm pi chia 2 nữa là đủ 2,5 đúng không? Trừ cho alpha rồi. Đó, bằng bằng 2. Được chưa? Rồi, này tương đương 2pi bỏ được đúng không? Còn lại là pi chia 2 trừ alpha. Đó, nó bằng là 2, mà cotan pi chia 2 trừ alpha theo công thức đó, là bằng tan alpha. Rồi có tan alpha 2 mình sẽ thay vào đây nè, mình sẽ dùng cái công thức. Đúng không? Đó là đó, thì đã tạo suy ra ha. À, thì ta có đấy, thì ta có kể ghi nhiều chữ ta có cũng sao mà không quan trọng. Ba đó là alpha trừ cho cộng cho pi chia 4, mình sẽ dùng cái công thức là gì, tan a cộng b tan a cộng tan b chia 1 chia trừ tan a tan b đúng không, đó biết công thức đó rồi đúng chưa, đó bằng tan a này, cái này phải đánh thủ công không lâu không chết. Rồi, rồi cộng cho tan b này, 1 trừ tan a tan b, tan alpha là bằng 2 còn tan chia 4 là 1 đó, là bằng 3 chia cho 1 trừ 2 là trừ 1 còn trừ 3 đúng không. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là C.
Ta đi vào câu phần đúng sai. Rồi. Học kỳ 2 mình sẽ học những kiến thức cũng hay á. Nói chung là cái nào cũng hay. À, lớp 11 là hay đều. Rồi. À, học thì bạn thấy dễ đúng không? Giờ tới thời điểm này bạn nó khó là không khó rồi. Chỉ có điều là mình không nhớ thôi. Cho cấp số cộng của n có công sai là d bé hơn không, rồi nó cho điều này, nó kêu khi đó là nào thì chẳng qua là biến đổi cái này thôi để mình tìm ra u1 đúng không, giải cái hệ nó ra là xong. Điều này tương đương với gì đó, để lấy cái hệ cho nó nhanh, bấm máy cái này lại lâu lắm. Rồi ở đây u1, đây là u1 cấp số cộng nha, u7 là u1 cộng cho gì 6d đúng không, đó, tức là mình tính từ từ là u1, U7 là U1 cộng cho 6D. Đó, hiểu ha? Nhưng mà người thông minh, người ta sẽ, bài này ta sẽ làm như thế nào? Thôi chắc chắc chỉ có cái này thôi chứ đâu có làm cái gì nữa đúng không? U2, U1 nhân cho cộng cho D. Nếu mình cộng thêm D vô. Ồ, cái bài này cũng ghê ghê nha, nó cho gớm lắm nha. Bài này gớm đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ nè, chơi cái chiêu này mới hay là nó gài nè, bài này giải kia rất là lâu. Chỉ cho cách nhanh nè. U7 đúng không? Mình lấy là U6 thì cộng cho D thôi. À, tức là UN bằng U, UN cộng 1 và UN cộng D đó. Đó, biểu diễn qua. Rồi, mình coi lại lại nha. Nói chung là nó có nhiều cách giải lắm. Mấy bạn đưa vô một D hết cũng giải ra đó. Được chưa? Rồi, cái cách đó là cách thông dụng. Rồi, thầy sẽ lại cái thôi, thầy giải cách thông dụng đi ha. Thầy giải cách thông dụng đi. Rồi, cái thông dụng là gì? Ta có. Để là cái hệ này nha. À, ta có là gì? Vậy này. Đó là U1 cộng cho U7. À, sẽ bằng là 26 tương đương với U1 cộng U1 cộng với 6D 26 2U1 cộng 6D bằng 26. Đem 2 ra U1 cộng 3D bằng 26. Tương đương đúng không? U1 cộng cho 3D nó bằng là nhiêu? 26 chia 2 là 13. Rồi mình sẽ rút ra U1 sẽ bằng là 13 trừ cho 3D. Thầy sẽ làm bằng phương pháp thông dụng nhất. Tại nhiều khi làm mấy phương pháp đặc biệt mà bạn không có làm được mấy bài khác mà không. Rồi, thầy sẽ lấy cái phương trình thứ hai đó. Tức là U1 bình cộng cho U6 bình, đúng không? Đó, U1 bình này cộng với U6 bình nó bằng 466. Đó, bây giờ mình đưa ra là U1 bình để lại nè. U6 đó là U1 cộng cho 5D. Tất cả bình bằng 466, đặt phương trình 2. Rồi, mình thay 1 vào 2 á, tức là từ 1 và 2 ghi gì cho nó nhanh ha. Suy ra. Đó, từ 1 và 2 suy ra. Thay vô là U1 bình. U1 tới 2 bằng 13 trừ cho 3D. Đúng không? Cộng cho 5D. À, ở đây rút rút D ra hay hơn. Cái này là U1, vậy thay là phải thay hết nha. U1 là 13 trừ 3D tất cả bình. U1 là 13 trừ 3D cộng 5D tất cả bình bằng 466. Rồi mình rút gọn lại. 13 trừ 3D tất cả bình. Còn này là 2D cộng 10, 13 này. Đúng không? Cộng cho 2D. À, trừ 3D cộng 2D tất cả bình bằng 466. Và mình giải này ra 13 bình là 169. Đúng không? Trừ 2 nhân 13 là 26. 26 nhân cho 3. Đó, nó bằng là 78, 78D cộng cho 9D bình. Cái này y chang kia đó, chỉ dấu trừ là 169 cộng 78D cộng 9D bình. Đó, bằng 466 tương đương 18D bình. Đó, không? Đó này 18D bình nè. Trừ 78 cộng 78 mất. Đúng không? 169 cộng 169 trừ mình chuyển với luôn cộng 169 nè. Mình trừ cho 466. Và nó bằng trừ 128. À, bằng 0 và mình giải phương trình này ra. À, tức là mình lấy mod 922 cho nó nhanh. 18 0 trừ 128. Ra 8 bằng 3 với trừ 8 bằng 3. Lẽ gì ta? 8 bằng 3 trừ 8 bằng 3 hả? Cho hơi hơi lẻ để coi là có đúng không nha. 169
466. Đúng rồi. 18 0 trừ 128. 169 cộng 169 trừ cho 466. 99 18. 8 phần 3 với 8 phần 3. Rồi, ok. Diễn ra này đâu có. Này chắc là thầy bị sai rồi. Để coi lại chỗ nào nha. Tính nhanh quá nhiều khi cũng bị sai. U1 cũng 7 đâu, bằng 26. U2 bình, đợi bị gì sai này hết trơn. Đây là U2 bình. À, mà thầy ghi U1 bình mới ghê, bởi vì sai 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 vét đó. Sai là lụm lóc ao sai sạch luôn. Đây là U2 bình đúng không? Mà tự nhiên dưới đây tôi để U1 bình mới ghê đó. Lỗi của thầy, mấy em không nhắc thầy là cũng thầy cũng không biết này luôn đó. Đây là U1 nha. Đúng không? U1 cộng cho D tất cả bình. Đó, rồi giờ mình thay vô U1 là 13 trừ 3D. Đúng không? 13 trừ cho 3D cộng thêm D. Rồi, vậy đây là 13 trừ 2D. 2D. Hiểu không? Rồi ở đây là 169 trừ cho 6 nhân cho 13. 2, 2, 4 chứ. 13 nhân 4. 13 nhân cho 4. Đó là bằng 52 trừ 52D rồi cộng cho 4D bình, rồi 4 với 9 là 13D bình đúng không? Rồi ở đây là trừ 52 mà mình cộng 78, 78 nè trừ 52 nó là 26D. Rồi 169 cộng 169 169 không, cộng 169 trừ cho 466 bằng trừ 128. Bấm coi nó ra đẹp không. Đáp án này là đúng đó. Thì U1 phải 25 mới đúng đó. Có 922, 13, 26, trừ 128. Ồ. U1 cộng U7 bằng 26. U2 bình cộng U6 bình bằng 466. Để coi lại nha. U1, U7, 26, U1, U1 cộng 6D. Rồi 2U1 cộng 6D bằng 26. Đặt 2 ra U1 cộng 3D bằng 26. Vì U1 cộng 3D bằng 13. 26 chứ đúng rồi. Vì U1 lấy 13 trừ cho 3D. Ok. U2 bình cộng U6 bình bằng 466. Đúng ha. Rồi. Vậy đây U2 bình là U2 là U1 cộng D. U6 là U1 cộng 5D. 466. Thay vô. U1 là 13 trừ 3D cộng D. Và 13 trừ 3D cộng 5D. Rồi bình phương bằng 466, 13 trừ 3D cộng này là trừ 2D. Và 13 này là cộng này là 2D. Rồi, ô vậy bị sai chỗ này nè. 9D bình đâu, 9D bình đây là 4 đúng không? Đây nè. Cái này là 16, này hai giống hệt nhau mà, đúng không? Trừ 52 luôn. Thằng thức này tào lao. Đây. Đó, bỏ này đi ha, tại sai là sai hết. Đó. Bây giờ 13 bình 169 nè. 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 13 là 52, còn 4 thì bình đúng rồi. Đây là 169 nè. Cộng cho 52D nè, cộng cho 4 thì bình. Rồi chuyển 466 qua luôn bằng 0. Rồi 4 thì bình với 4 thì bình là 8D bình. Đó 52D chỉ 52D mất, đúng không? Rồi sau đó mình tính tiếp theo. Đó là 169. Hiểu không? 169 nè, cộng 169 nè. Thường ra lẻ lẻ là biết mình out rồi đó. Rồi trừ 128 bằng 0. Đó. Vì 128 mà chia cho 8. Đúng rồi đó. À, rồi mình bấm máy này ra nè. Mod 9 2 22. Rồi 8 nè. 0 trừ 128 nè. Ra 4 với trừ 4. D bằng 4 hoặc D bằng trừ 4. Mà D nó cho là dương hay âm, nó cho là âm này. Cho nên ở đây á, D bằng 4 á, loại. Còn D bằng trừ 4 là nhận. Vì D âm. Rồi ta tìm U1 ha, nó kêu tìm U1. Với D bằng gì? Với D bằng trừ 4. Ta có U1. U1 của mình á, là bằng 13 trừ 3 nhân cho trừ 4. À, là bằng 13 cộng 12 là bằng 25. Rồi đúng, đáp án A là đúng nha.
Rồi, câu 2. Nó giải quyết được cái này là mấy kia nó dễ hả? Tại vì mấy kia nó dễ ha. Chủ yếu là cái đầu tiên mình giải quyết đúng là coi như là mấy sau là nó đi theo hết. Tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng, quá dễ. Oh, S20 là bằng cái gì? Công thức mình có rồi. SN là bằng N chia 2, 2 của 1 cộng N chia 1 nhân D. N là 20, đúng không? Chia 2 đó. Nhân nè, 2 u 1 nhé. 2, đó, để 1 vuông. 2 u 1 cộng N chia 1, tức là 20 chia 1 nhân cho D. Rồi, thay vô. Đó, 20 nhân 2. 2 nhân cho u1, u1 là 25. Đó, cộng 19, D là trừ 4. Rồi, chia cho 2. Rồi bấm máy 20 chia 2 là bằng 10, đúng không? Khi bấm máy là chúng ta phải khôn mấy cái đó, ta bấm cho nó nhanh là gì đó, 10. Rồi 25 là 50. Rồi, đúng không? À, 19 nhân cho trừ 4 nha. Này thì thiếu đó. Là mình ghi là trừ 19 nhân cho 4 thôi. À, bằng đó là trừ 260. Và đề cho đó là trừ 450, đúng không? Thì đáp án là sai. Này là trừ 4 nha. Đó. Đây là bao nhiêu? Trừ 260. Không, kiểm tra lại coi 10 nè. 2 nhân U1 là 25. Đó. 25 là 50, đúng rồi. Trừ 419. Rồi, ok. Trừ 260. Vậy đáp án này là sai. Để, đáp án này nó cho là gì? Trừ 450. Rồi, câu C. Con sai là D bằng trừ 5. Trời ơi, con này dễ quá. Con này sai luôn cho rồi đi. Hiểu ha? Đó, nó cho con sai làm rồi. Con này hỏi vô duyên luôn. Hỏi gì không có ý nghĩa. Rồi, câu tiếp theo. D. Nó hỏi là U12 bằng nhiêu? Quá dễ, đúng không? Đó, mấy câu sau thấy dễ không? Chủ yếu là ăn câu đầu thôi. U12 đó. Nó bằng là U1 cộng cho gì? 11D. N trừ 1, đúng không? U1 của mình là bằng gì? 25. Cộng cho 11, D là trừ 4. Đó, 25 mình trừ cho 11 nhân 4 là trừ 44. 25 trừ cho 44. Còn trừ 19. Đó, đúng ha. Rồi, đúng. Rồi, xong. Bài số 1. Giờ ta đi qua bài số 2. Này không có hình học ơi. Đề này không cho hình học. Tôi cũng mừng. Không cho hình học tôi mới làm nhanh được. Cho hình học làm cũng làm. À, hình học là dễ chứ lâu các bạn, hình học không dễ ăn đâu. Hình học thì thầy vẫn thích hơn nhưng mà nói chung là mất nhiều thời gian nha. Đề này nó cho đại không? Kệ đi, cho đại làm thì đại. Rồi cho cấp số nhân. Cho cấp số nhân u là u1 cộng u này. Rồi khi đó thì theo đề bài ta có ta giải ra thôi. Không, tính u4 phải là u1 với quy mới ra ra được đúng không? Đấy. Đây là gì? U1 cộng U5 bằng 51 đó. U2 cộng U6 bằng 102. Ở đây chúng ta sẽ đưa về công thức UN bằng U1 quy mũ N trừ 1. U1 nhân cho quy mũ 4. Ở đây là U1 nhân cho quy. U2 là U1 quy cộng U6 là U1 nhân cho quy mũ 5. Trên mình đặt nhân điểm chung ra U1 ra, còn dưới mình đặt U1 quy ra. Đó. À, trên đặt U1 ra, còn lại 1 cộng quy mũ 4 51, dưới đặt U1 quy ra, còn lại là 1 cộng cho quy mũ 4 102. Mình sẽ chia, đúng không? Chia thì lấy bự chia nhỏ đó, lấy U1 quy 1 cộng quy mũ 4 chia cho U1 1 cộng quy mũ 4 bằng 102 chia cho 51 là bằng 2. Đó, này tương đương lúc còn U1 với còn quy bằng 2. Rồi quy bằng 2 thì đó ta mới ta có không từ đó suy ra đó là gì? U1 đó là bằng 51 chia cho 1 cộng quy mũ 4. Đó là 51 chia cho 1 cộng 2 mũ 4. 2 mũ 4 là 16, 1 17. 51 chia cho 17 ra là 3. Rồi ta mới tính là U4. U4 bằng U1 cộng cho gì? Cộng cho 3D. Ê, xin lỗi, U1 nhân quy mũ 3. Này cấp số nhân nha. U1 của mình là nhiêu? 3. Quy mũ 3 là 2 mũ 3. 2 mũ 3 8, 8, 3, 24. Rồi, vậy đáp án này sai. Nè. Ta đi vào câu B.
Bộ B là như thế nào? Ở đây nó hỏi là cái số hạng này là số hạng thứ 12 của cấp số nhân. Thì đúng hay sai? Giờ mình tính số hạng thứ 12 đi. Ta có là U12, đúng không? U12. Đó, nó sẽ bằng là U1 nhân cho Q mũ 11. U1 của mình đó là 3, Q mũ 11 là 2 mũ 11. Rồi, mình sẽ bấm máy ra. Nó ra cái gì? Đúng không? Lấy 3 nhân cho, máy này dùng máy tính chứ nhẩm không nổi đâu. 3 nhân 2 mũ 11 đúng không? 3 nhân 2 mũ 11. Nó bằng là 61. 44, vậy đáp án này sai nhé. Có nhiều người tìm cái này là số hạng thứ mấy, theo theo là nghĩ nó bài đúng sai là tìm số hạng thứ 12, nó nhanh hơn là tìm ngược lại ha. Tìm này số hạng thứ mấy là tính ra sau này cũng được luôn. Nhưng mà làm cái chiều này nó hay hơn đó, nó dễ hơn. Rồi, ta đi vào câu C. Câu C nó nói là gì? Tổng của 7 số hạng đầu của cấp số nhân. Đó, dễ hẹn, đúng không? Tức là S7 đó. S7 theo công thức SN là bằng gì? U1 nhân 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q. Đúng không? Đó, theo công thức. Thì ở đây tổng 7 số hạng đầu, tức là bằng U1 đó, nhân cho 1 trừ Q mũ 7 chia cho 1 trừ Q. Theo như công thức sách giáo khoa, U1 của mình đó là bằng bao nhiêu? Bằng 3, đúng không? 1 trừ Q, Q của mình là 2, 2 mũ 7 chia cho 1 trừ cho 2. Rồi, chúng ta sẽ bấm máy ra. Đó là bấm máy tính. 3 nhân cho 1 trừ 2 mũ 7. Đó, chia cho 1 trừ 2 là bằng trừ 1 với mẫu cho nhanh. Rồi, bằng 381. Rồi, 381 đúng hay sai? Đúng ha. Rồi. Rồi, ta đi vào câu D. Công bội quy bằng 3. Trời ơi, cho y chang luôn rồi. Công bội quy bằng 2. Mà ở đây nó cho bằng 3. Vậy sai luôn. Sai nè. Công bội quy bằng 2 nè. Đó, rồi, xong. Câu số 2. Rồi, ta đi vào câu số 3. Này nó không cho hình bạn ơi, đề này không cho hình, đề này chiều bạn thi gửi cho thầy nè, thầy sẽ giải cái đề của bạn thi nha. Đấy. Rồi ta đi vào câu này, nói chung đề giờ nhiều lắm bạn, bao la ra rất là nhiều đề rồi. Rồi, cho biết xin bằng này, mấy bạn nào thi rồi mà có đề muốn đưa thì giải thì cứ gửi qua, chụp hình gửi qua nha, thầy giải cho. Rồi, cho xin bằng này. Đó, góc này góc phần tư thứ nhất thì sin cos tan cotang đều dương hết, đúng chưa? Đấy, khi đó cos này nhiêu thì giờ dễ rồi, sin tính cos rồi dùng thức cos a cộng b là ra rồi, được chưa? Đó, chung là có nhiều cách để xử lý một bài toán. Thì ta có là vì nó ta tính cái dương trước đi, được chưa? Đó. Rồi ta có là vì ít mình nó thuộc cái cung thứ mấy đây, cung thứ nhất nên có ít nó dương nha, dương. À, rồi ta dùng công thức sin bình và cos bình bằng một, từ đó mình mới suy ra để mình tìm ra cos bình x bằng một trừ cho gì? Sin bình x một trừ cho sin là một chia cho căn 3 bình phương, đó là bằng một trừ cho 1/3 là bằng 2/3, đúng không? Rồi từ đó mình suy ra cos x đó là bằng căn của 2/3. Căn 2/3 mình biết bằng nhiêu không? Là căn 6 chia cho 3 đó. Căn 6 chia 3 có dương cho nên là nhận. Hoặc cos x bằng trừ căn 6 chia cho 3. Cos âm loại. Hiểu không? Vì cos dương. Rồi sau đó chúng ta dùng công thức cos a cộng b đó. À. Rồi cos a cộng b đó. Bằng cos a cos b trừ sin a sin b, quá quen ha. Cos x cộng b chia 3. Ta dùng công thức cos a cộng b. Nè, cos a nè. A là x, à. B là b chia 3 đó. Trừ sin a. Cos a trừ b là cos a cos b trừ sin a sin b nha. Đó. Rồi, cos x của mình á, mình tính ở trên đó ha. Nó sẽ bằng là căn 6 chia cho 3. Được chưa? Rồi, sin x của cos b chia 3 là sin b chia 6 là bằng 1/2 đó. Để trừ sin x để cho của mình đó là bằng 1 chia cho căn 3. Rồi cos x cos sin bi chia 3 tức là căn 3 chia 2. Căn 3 chia 2 ha, sin bi chia 3 căn 3 chia 2. Rồi ở trên đó là bằng căn 6 chia cho 6. Ở đây là trừ 1/2.
Quy đồng mẫu chung là 6 là căn 6 trừ cho 3 chia cho 6. Căn 6 trừ cho 3 chia cho 6 mà nên nó chia cho 8. Làm 7. Sai nha. Rồi. Chia cho 8 đúng không? Sai. Nè, có đề đàng hoàng nha. Chia cho 8. Thấy chưa? Đó. Nói chung có đáp án đó là soi. Rồi, em biết hết. Rồi. Câu B. Thầy cũng vẫn thích đề có đáp án hơn á. Có đáp án thôi chứ đừng có là giải gì hết. Rồi. Ở đây. Chúng ta tính tan tan thì ta bỏ pi được nè, thấy chưa? Ở chu kỳ của nó là k pi, bỏ của pi, còn sin cos là k 2 pi, tan cos là k pi, bỏ pi thì tan ít thôi. Vậy đây mình tính tan ít là xong rồi. Đúng không? Này là có là tan pi luôn cho nhanh luôn. Đó, tan pi cộng x nó bằng là tan x, bây giờ chu kỳ của nó là tan, tan là bằng sin chia cos. Đó, mà sin để cho là 1 chia căn 3. Đó, cos mình mới tính ở trên nãy mình nhận đó là căn 6 chia cho 3. Căn 6 chia cho 3. Thì cái bài này nếu không biết thì bấm máy, đúng không? Mình không biết thì cứ bấm máy cho nó chắc. Một này chia căn 3, nhẩm nhẩm nhiều khi nó sai làm 7 nữa chết. Rồi, đó, căn 6 chia cho gì? Chia cho 3. Rồi, đó, nó ra gì? Căn 2 chia 2. Đó, căn 2 chia 2, mà cái này nó ra gì? Căn 3 chia 3. Đó, vậy sai, đúng không? Rồi, ta đi vào câu C. Có ít nó dương. Rồi, có ít ở trên dương nha, có ít là dương, đúng nè, chọn đúng nè. Cho mấy câu rất là vô duyên mà hiểu không? Câu dễ quá, thông qua câu này, đáng lẽ câu này phải cho đầu tiên và nó mới đi qua từ từ, nó cho cái kiểu này theo thầy là quá quá dở, không hay. À, mà đề đó là chính thức đó nha. Rồi. OD. Có nè, có luôn nè, có nè, căn 6 chia 3 là đúng. Trời ơi, đúng không? Có này dương đúng không? Trời cho dễ vậy. Đúng ra là hai câu này phải để đầu nè, tự nhiên để CD mới ghê. Hiểu không? Đó. Rồi. Theo thầy là gì đó nha, còn người ta muốn cho sao là cho là quyền ra mà, đúng không? Mình đâu có, mình đã phải là người dạy ra đề đó, muốn sao nữa. Nhưng mà theo thầy là phải đảo mấy câu đó lại theo vị trí lại nó mới hay. Rồi, cho phương trình này có điều kiện nha, mẫu phải khác không nha. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình có dạng là b ab chia b, ab là phân số đối giản, khi đó tính này ra thì chẳng qua giải ra phương trình thôi, đúng không? Còn bài này rất là nhiều bạn sai nha, rất là nhiều bạn bị sai là biết sao sai không? Sai chỗ là điều kiện nha, thiếu cái điều kiện là sai. Đấy, điều kiện sẽ giải là giải phải chuẩn của phương pháp của nó là phải có điều kiện đàng hoàng chứ không phải giải chơi chơi đâu. Đấy, đấy, đấy cho này lâu mới lên là để nó bị lệch. Rồi tức là điều kiện xác định là như thế nào đó, điều kiện xác định là cái mẫu có khác không á đó. Đó tức là một cộng sin hay x khác không, đúng không? Sin hay x khác không. Đó, tức là gì, sin hay x khác gì trừ một, trừ một mình bấm cái, chắc chắn là cái đuôi của nó là gì, k hai pi đúng không? Đó, còn bấm shift sin của trừ một nó ra số gì ghi số đó vô, shift sin của trừ một nó ra là trừ 90 độ, chỉnh chế độ radian nó ra là trừ pi chia hai đúng không? Đó, hai x khác, hai x khác trừ pi chia hai cộng k hai pi. Cái này trong sách nó có công thức học thuộc lòng là chết nha, giáo viên nào chưa học thuộc lòng đánh thức xin đó là mấy người đó là chưa có cứng cựa, dạ chưa có gọi là hiểu về về bản chất của nó chia hai à. Rồi đó, hiểu chưa? Đó, ta có được cái điều kiện xác định rồi chúng ta mới được giải nha. Đó, một cái phương trình là phải có cái điều kiện xác định là mới được giải phương trình đó chứ không phải muốn giải giải. Rồi sau đó mình bây giờ mình mới giải phương trình này tìm nghiệm âm đúng không? Thì là có phương trình này là mới tương đương đó, mình so với điều kiện đó nha, bằng không đó, thì cái mẫu nó bằng ngang qua bằng không thôi đúng không? Có hay ít nó bằng không đó, mà có hay ít bằng không mình hiểu không? Có hay ít bằng không thì tương đương với gì đó, không đó, là cái đuôi là k k pi đồng ý ha. Đó còn bấm shift code không nó hiện ra gì ghi đó, shift code không nó hiện ra là pi chia 2, tức là 2x bằng pi chia 2 cộng kb. Đúng không? 2x sẽ bằng là pi chia 2 cộng kb. Đó, pi chia 2 cộng kb. Đó, k thì chết. Cái này mình tương đương, đó mình chia 2 xuống, đúng không? Đó, chia 2 xuống là thành là pi chia 4 cộng kb chia 2. Đó, vì nó nói là nghiệm này là nghiệm gì? Nghiệm dương. Đúng không? Đó, cái này nó thỏa điều kiện không? Trừ pi chia 4 k pi chia 2, pi chia 4 k 2 quên nữa, đối chiếu với điều kiện xác định ta được. Cái bài này dễ bị ao lắm nha,
không cứng cựa là mấy giáo viên giải mấy bài này, mấy bạn hiểu tào lao xế không chết luôn. Tôi nói thật, nhiều người giải giải khơi khơi không, mấy cái này không biết đường đâu nói. Rồi nè, chỉ cho hai lần nhắn nhớ nha, học tới đâu nhớ tới đó thôi, chứ giờ toán mà mình nói ngàn bữa sau hết nổi. Bây giờ là trừ bi chia 4 là chỗ này nè, không biết trừ bi chia 4 là không có học được đâu nha. Rồi cộng cho KB đúng không, là nó nằm K bằng không chỗ này nè, K bằng 1 chỗ này, K bằng 2 nó quay chỗ này, tức là nó phải khác hai chỗ này nè đó. Nếu mà rơi cho hai chỗ này là lỗi liền đúng không. Còn cái nghiệm của mình lần này nè đúng không, đó là K bằng không, đó là bi chia 4 chỗ này nè, K bằng 1 nó cộng thêm bi chia 2 đúng không, nó cộng thêm bi chia 2 nè, nó nằm ở chỗ này, K bằng 2 đó, nó cộng thêm bi chỗ này, K bằng 3 nó nằm chỗ này, K bằng 4 quay chỗ này, vậy nó có hai chỗ này nó nhận nè đó. Cho nên mấy bạn hiểu không, hai chỗ này nhận dễ lắm, chỉ cho lấy cái giá trị chỗ này thôi là bi chia 4 nè, được chưa, nửa vòng đúng không, cộng cho KB, tức là khi lúc này cái sửa cái đuôi này là thành KB bằng để KB chia 2 log A đó, hiểu không, rất là hay nha. Đó, sửa này là thành KB nè. Giáo viên yếu yếu bóng vía là chết chắc luôn rồi, nó nói gì cho bạn hiểu đó, lợi hại không. Cứ lấy một cái điểm đầu tiên cộng thêm nửa vòng KB, còn cộng thêm một vòng là KB, đơn giản như thế thôi rồi, hiểu ha. Rồi sau đó chúng ta nói là vì nghiệm dương nhỏ nhất đúng không, vì ít dương này. Nên thằng này nó sẽ dương thay bằng này, dương dương là mình chuyển qua đó đúng không. Đấy, xin lỗi, cái này thiếu chữ K nha, K thiếu chữ K rồi đó, mình chuyển qua là trừ bi chia 4 đúng không. Đây là chuyển qua này nè đó, chuyển qua bên đây đó chính là trừ bi chia 4 đó, mình chia bi số là trừ 1/4 đúng không. Đấy, đúng không, trừ 1/4 đó, nhưng mà K mình nó là nguyên đúng không, K mình nó là nguyên thì K mình lớn trừ 0,25 là từ 0 trở đi đúng không đó, từ đó mình suy ra đó, suy ra K nó thuộc gì đó, 0 1 2, nói chung là đi tới vô cùng á, vì lấy cái đầu số đầu tiên đó. Được chưa, từ đó mình mới suy ra nghiệm dương nhỏ nhất ứng với K bằng không, luôn luôn lấy cái số đầu tiên, cái nào cũng vậy, nghiệm dương hay nghiệm âm gì luôn luôn lấy số đầu bằng không ứng với K bằng không, chứ mấy số còn lại không được nữa ha. Là đó, K bằng không thì mình thay vô đúng không, đây nè đó, K bằng không là bi chia 4 à, vậy đây đó, bi chia 4 nó có dạng A chia B đúng không, vậy mình sẽ đồng nhất à, đó, cho này nó sẽ bằng là gì à, bi A chia B, AB chia cho B đó, mình đồng nhất với nhau, AB là tối giản đó, vậy mình suy ra A sẽ bằng 1 đó, B sẽ bằng là 4 rồi, từ đó ta mới ta có nha. Đó, nó kêu tính là gì đây, A bình cộng 2B đó, A bình của mình đó là 1 bình cộng 2 nhân cho gì, 2 nhân 4 là bằng 248, 1 là 9 rồi, nó cho bằng 8, sai hiểu ha. Đó, con này sai đúng không, câu này là câu 4, câu 4 này nó sai sao đúng ta. Ê, A bình, A là 1 đúng không, A là 1 rồi, B đây là đồng nhất là 4, vậy là 1 bình, sao nó cho đây là gì là đúng trời. Uống này nè, tôi cũng hiểu nổi luôn, ở đây mà coi nha, ở đây này. Ở đây câu này nó cho là bằng 8 đúng không, à câu A sai đúng rồi, đúng rồi, bài 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 mới câu A đúng không, câu A sai hợp lý, câu A sai nha. Rồi, tưởng câu D để nãy nhìn nhầm ở đây rồi, đúng nha, rồi sai câu B đó, thầy cũng soi đáp án chung để cho làm cho nó chắc, các bạn hiểu không. Rồi, phương trình có nghiệm ít lần này đó, phương trình có nghiệm ít lần này đúng hay sai đó, lại sai đúng không đó. Rồi, phương trình có nghiệm ít là bằng này nè, à, bằng thấy không, không so sánh là lụm này là lên đường liền nè, ăn này không, lên đường liền đó, sai hay không đó, thấy gì chứ câu này không dễ ăn nữa nha đó, nhìn thì thấy dễ nhưng mà nó đụng vô là bị knock out liền, được chưa. Đấy, cỡ bề dày kinh nghiệm mình phải rồi, tổng các nghiệm thuộc cái đoạn không đáy vi của phương trình này nè, dễ thôi, vì ít nè lớn bằng không, án bằng 2 vi, nên mình kẹp thằng này đúng không, đó, kẹp bởi không với 2 vi đó, không án bằng này, án bằng 2 vi
rồi à, tương đương thì bây giờ mình sẽ bấm shift cho nó nhanh nha, đó là vi chia 4 cộng kb. Thật ra không cần bấm chữ bi cũng được, tại là bấm cho nó vui. Vi chia 4 này, cộng kb là cộng x nhân cho bi, được chưa? Rồi bằng hay bằng đầu tiên là sẽ bằng là không trước đúng không, không à, bấm shift cho à, nó sẽ bằng là trừ 0,25, trừ 0,25 bán bằng k, bán bằng rồi mình cho nó bằng là bi, 2 bi, 2 bi và bấm shift so bằng 1,75. Đó, vậy k của mình là nhiêu, k của mình nó sẽ thuộc là không đúng không, không dưới một thôi, hai số đúng không. Đó, thì với k bằng không, k bằng một giờ sau đó tính tổng các biển thôi. Đó, rất là dễ dàng. Với k bằng không thì ta có x một, căn không chỗ này x 1 là bằng vi chia 4 đó. Đúng không, thay không vô khỏi thay cho nhanh. Rồi với k bằng 1 đó thì ta có x 2 đúng không, với k bằng 1 thì ta có x 2 thay vô là x 2 là vi chia 4 đó. Cộng cho bi nữa là 5 vi chia 4 cho nó nhanh nha, ở đó mà tính nó lâu lắm. Rồi thời buổi này tới giờ là mình đã hiểu điều đó ha, tổng các nghiệm, tổng các nghiệm là S sẽ bằng là gì? X1 cộng X gì? X2. Đúng. Rồi là vi chia 4. Dạ mà như tên lửa vậy đó, mới mới giỏi được ha, 6 vi chia 4 đúng không? Còn rút gọn cho 2 đó nha, còn là 3 vi chia 2 đúng không? Đúng. Đấy, C là đúng. Như siêu nhân vậy đó. Rồi. Điều kiện xác định của phương trình này làm rồi nè. Đây nè, đó 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 đó. Ha. Rồi xem ở trên ha, điều kiện xác định. Ừ, xin hãy xác trừ 1. Trời ơi, dễ ẹt nè, giống như hịch nè. Ok. Hiểu không? À, nói chung là nó cho không, nó không dám giải ở kia, nó giải vậy thôi á. Xin còn chưa chắc làm được. Nó giải cái kia nữa còn khổ nữa. Đấy. Nó sợ mấy đứa không biết, hiểu không? Rồi đi vào đáp số. Đơn giản thế thôi, có gì đâu mà khó. Đấy. Học thấy dễ không? Thầy thấy đơn giản không? Mọi thứ không có gì khó khăn các bạn. Chỉ cần các bạn học nghiêm túc là bạn làm đi thi đại học đậu cái một. Cho góc alpha thỏa mãn đây, cho sin này thì cái này mình sẽ làm như thế nào? Tức là mình phải đưa về sin alpha được mình. Đó, và alpha nó cho thuộc cung phần tư thứ ba. Cung tư thứ ba là gì? Sin của nó là âm, cos của nó cũng là âm luôn. Và nó kêu tính giá trị này mình cũng biến đổi. Nói chung là bài này hơi bị hay đó. Kết quả của số lập phân làm tròn đó 2 phần 10 là 1 chia 6 phân. Thì bài này nó dùng rất là nhiều thủ thuật trong này, chứ không phải đơn giản đâu nha. Người yếu bóng vía là bài này cũng được đâu. Rồi, đó, nói bạn nghe. Ta phải có kinh nghiệm rất là nhiều, ta mới làm được bài này. Rồi, cộng alpha nè. Đó. 1 3 và bạn biết là công thức là sin bi mà cộng alpha đó, nó bằng là trừ sin alpha, hiểu không? Không thuộc công thức là coi như xong rồi đó. Chỉ cần một công thức trong này bạn bị quên là coi như một bài này bạn sai sập, hiểu không? Cho nên đi thi là chúng ta không có được quên bất kỳ một công thức nào hết. Đó gọi là công thức mà người ta chứng minh muốn chết mới được cho mình, là mình quên là mình có tội quá rồi, đúng không? Đấy. Đó, vì đó, chúng ta phải khai phát ra được code nữa mới được ha. Ở cột cung phần tư thứ ba đúng không, nên có gì, có alpha của nó là âm, sin cũng là âm luôn nha, nhưng mà sin nó cho rồi nha. Đó, nhưng mà tính ra không biết âm là mình cũng bị sai luôn đó, được chưa? Rồi mình sẽ dùng công thức là sin bình của cách bình bằng một, đến hồi mình đưa vô đây mình xử lý người tan là tan một sin chia cos, thế nào nó cũng đi theo con đường đó, được chưa? Đấy. Nói chung là dễ mà bạn ơi, nhớ. Đó. Rồi ta sẽ đưa về ta tính cos bình phương alpha trước để chúng ta nhận giá trị chúng ta loại. Được chưa? Đó. Bằng 1 trừ sin bình alpha đó, 1 trừ cho sin của mình đó là trừ 1 phần 3 đó. Trừ 1 phần 3 bình phương tức là 1 trừ cho 1 phần 9 là bằng 8 phần 9 đó. Rồi thì chúng ta sẽ suy ra sin cos alpha đó. Căn 8 phần 9 là 2 căn 2 chia cho 3, nhận hai loại âm loại nha, hoặc cos alpha bằng trừ 2 căn 2 chia cho 3, nhận hai loại nhận đó. Vì sao? Vì có alpha của mình là âm. Đó.
Rồi sau đó mình tính tan luôn, biết thế nào không phải dùng tan đúng không? À, giờ nguyên lý của mình là biết thế nào mình cũng phải dùng tan alpha, cho nên mình tính trước luôn. À, tan alpha đây. Phần sin alpha chia cho cos alpha. Sin của mình là trừ 1 phần 3 này. À, cos alpha của mình đã là trừ 2 căn 2 chia cho 3. Đơn giản đúng không? 2 căn 2 chia 3. Đơn giản đây. Tức là đơn giản đi, dấu trừ ở số 3 còn 1 chia 2 căn 2. Mà không ai để 1 chia 2 căn 2 gì. Nhân cho căn 2 lên là 1 phần 4 căn 2 chia cho 4. Đấy, rồi. Hiểu không? Ta có căn 2 chia cho 4. Vậy chúng ta mới tính cái công thức B này nè. À, B bằng tan 7 chia 2 trừ alpha. À, hiểu không? Ta có đó. B bằng tan 7 pi chia 2 trừ alpha. Thầy đánh máy là cũng khá là nhanh đó nha, chứ như người ta mà làm cái này không biết một buổi xong nửa đề không nữa. Để nói thật mấy em, giải bằng tay thì nhìn nó kỳ lắm, nó không có bao quát được cái bài toán. Thì mình 7,5 là mình tách ra là 3 pi, được chưa? Đó, cộng thêm pi chia 2, lấy cái phần lẻ, đừng để dấu trừ, đừng lấy 4 pi trừ pi chia 2 nha. Luôn luôn ưu tiên dấu cộng nha, đừng luôn dấu trừ dùng cái. Rồi, sau đó mình bỏ đi 3 pi được nè, đúng không? Theo công thức là k pi bỏ được đấy. Rồi, đó. Rồi pi chia 2 trừ alpha là cotang alpha, đúng không? Rồi, hồi nãy thì dở quá đúng không? Lại tính cotang nó hay hơn, còn lỡ rồi. Rồi, cotang thì bằng nghịch đảo cotang đó, cái nào cũng được. Rồi, 1 chia nè, đó. Căn 2 chia cho 4 nè. Đó, là bằng 2 căn 2. Rồi, mà đề cho là gì? Này, à không không có, nó kêu làm tròn đấy thôi, thứ 10 2 căn 2 đúng không? 2 căn 2 bấm máy ra luôn. Đó là một chỉ số hợp phân là 2,82 là 2,8, được chưa? À, hiểu không? À, sắp xỉ 2,8. À. Rồi, à, điền vô 2,8, chắc chắn đáp số sẽ là đúng. À. Rồi, cho bạn xem đáp số luôn ha. Mấy câu này cho xem cho vui. Đây, mã đề 101 đây, 2,8 đây. Đó, hiểu ha. Cho bạn xem 2,8. Rồi, ta đi vào câu tiếp theo. Rồi, nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế. Cứ thế, số ghế hàng sau nhiều hơn số ghế hàng trước là một ghế. Trong một giải thi đấu ban tổ chức đã bán hết số vé và phát ra, và số tiền thu được là 700 gì 76.700 nghìn đồng, tức là 76 triệu 700 nghìn đồng á. Thì ăn nghìn đồng là thêm 3 số 0 nữa, được chưa? Nó thích ghi như vậy đó. Rồi, biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả thi đấu. À, đồng vé hỏi giá tiền mỗi vé là bao nhiêu, dễ lắm. Bây giờ mình tính số ghế thôi, mình lấy tổng số tiền là mình chia số ghế, nó sẽ ra được số tiền và đơn vị nó là nghìn đồng đó, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ chẳng qua đây là chính là gì đây, đây là chính là cấp số cộng. À, tức là giải giải ghế trên à, lập thành cấp số cộng hữu hạn với số hạng đầu U1 đúng không? Là 20, và đúng không? Công sai đó. Với các bạn giải chơi là cấp số cộng UN, cấp số cộng hữu hạn, cấp số cộng UN, cấp số cộng hữu hạn nha. UN với N bằng 1 đến 20. À, cái từ 1 20 là sau này mình dùng dấu chia các bạn nha. À, nó từ 1 20 là bên toán học, bây giờ lý về sách mới ký hiệu gì nè. À, từ 1 20 đúng không? Nó có 20 hàng mà. Đối với số hạng đầu và cái công sai đó là D, nó bằng 1. Đấy nha. Đó, N bằng 1 tới 20 này. Đó, và công sai D đó, bằng 1. Dễ dễ không? Đó, sau đó mình tính cái tổng của, đúng không? Ta có là tổng số ghế nè. À, tổng số ghế là S20 đó, đúng không? S20 theo công thức là bằng gì biết rồi ha? S20 đó là bằng gì? 20 N chia 2 đó, đúng không? Đó, N chia 2 nhân với 2 U1. Đó, cộng N trừ 1 nhân D, 20 trừ 1 nhân D. Đó, rồi thay số vô. 20 nhân 2, 2 nhân U1 là 20, cộng cho 19, D của mình là 1. Rồi mình chia cho 2, 20 chia 2 là bằng 10. Đúng không? Đó, 10 nhân, ở đây là 2 nhân 20 là 40. Đúng không? Cộng cho 19. Đó. Rồi nó ra là 590. Đó, tổng số ghế. Bây giờ mình tính giá của mỗi vé nè. Đó. Giá tiền của mỗi vé. Bán hết vé luôn mà, đúng không? Số ghế cũng đầy đủ luôn. Đó, mình lấy lại gì? 7, đơn vị là nghìn đồng nha, 76700 chia cho 590.
Bạn tính ra đó, 76700 chia cho 590 đó, nó ra 130. Vẽ à, rồi vậy đáp số của mình là 130 đó, dễ yeah, đúng không, có gì khó đâu, đây 130 rồi xong. Ủa, hai là đi vào cổ số 3. Mấy cái đề này tôi thở chứ cũng ra nó thật sự, các bạn nhiều cái đề cho 90 phút tôi làm 30 phút xong, tại vì tôi dạy mấy bạn lâu vậy chứ thầy đặt bút sao là 1/3 thời gian là kết thúc mấy cái đề này đi. Tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này, kết quả làm tròn đó chỉ số đến hàng phần trăm là hai chữ số phân, thì cái này giá trị lớn nhất nhất mà phải đưa về một hàm hàm số, đưa về một hàm mới được, để về là thất bại. Vì sin bình mình phải đưa về sin hay x, cos hay x, còn cos sin hay x này nè đó mình sẽ biến đổi. Nói chung là cái này nó không có đơn giản đâu nha, mình phải làm nhiều, mình phải dùng đưa về cos rồi mình phải sử dụng kỹ năng biến đổi nữa, nó là thuộc về kỹ năng, nó hơi bị nhiều đó, cho nên đây mình cứ làm đi rồi mình từ từ mình sẽ quen. Chứ bây giờ mình nói sao mà biết hết, sao biết hết được, ta học cũng gần chết ta còn chưa biết hết, à, học tối tăm mặt mày chưa biết hết nổi nha. Vậy đây đầu tiên nè, các bạn phải hiểu nè, sin á mình sẽ được công thức hạ bậc ấy không, người ta có công thức có hay ít á, mình hiểu không? Nếu thầy làm từ từ cho em xem, thật ra nó có công thức luôn nhưng mình làm từ từ, có hay ít á đúng không, có hay ít là bằng một trừ cho gì, hai sin bình ít. Đó, thầy làm từ từ cho xem, thầy suy công thức từ này công thức này cũng được nè, từ đó thầy suy ra sin bình ít đó, đúng không, mình chuyển qua chuyển lại đó là 1/2 chia cho một trừ có hay ít, và thầy sẽ thay vô đây ha. Đó, 4 nè, nhân cho 1/2 là 1 trừ cos hay x, còn học thuộc công thức luôn là tốt. Căn 2 đúng không? Rồi mình dùng thức đây là sin A cộng B mà, hiểu không? Sin A cộng B là sin A cos B, trừ cho cộng cho sin B cos A đó. Đó, cái đó là phải nằm lòng nha, sin A nè. Đó, sin A cos B. Còn bạn không nằm lòng là thua. Đấy, nói chung là làm viết nó quen thôi chứ giờ không sao biết, tôi cũng không biết đường đâu nổi. Rồi sin A cos B nha, cộng cho sin B nè. Đó, cos A. Đó. Rồi mình biến đổi hồi tự nhiên nó ra gọn rồi. Được chưa? Là nó ra rộng mình phải tìm được nhỏ nhất, thì còn để tùm lum cái này đâu có tính được, cái kẹp được cái sin đâu. 4 chia 2 là 4 nhân 1/2 là 2, 2 nhân vô là 2, 2 trừ 2 có đếp. Đó, cộng không? Căn 2 đúng không? Thằng này cos bị 4 là căn 2 chia 2 để phía trước đó. Đừng có để phía sau cái chữ sin nó dở lắm. Được chưa? Rồi, này căn 2 chia 2, sin bị 4 cũng là căn 2 chia 2 đó. Đó, cos hay x. Được chưa? Rồi mình sẽ nhân vô 2 trừ 2 cos x này. Đó, căn 2 nhân vô là sin hay x này. Căn 2 nhân vô là cos hay x này. Đó, được chưa? Cái này nãy là cos hay x nha, thì ghi nhầm chỗ này. Cái này là 2 cos 2x. Đúng không? Đó, đây là nhân vô này. 4. Đúng không? 4 mà nhân cho 1/2 còn 2, 2 1 2, 2 trừ 2 cos hay x, chứ không phải là cos x nha. Rồi. Nói gì hiểu ha? Đấy. Ở đây rút gọn lên nè. Đó. Rút gọn lên nè. 2 đúng không? Cộng sin 2x cộng cho trừ cho cos hay x đó, tới đây nó còn nữa, nó chưa có xong đâu, nó đầy dễ cái cạm bẫy cho mình luôn. Được chưa, tới đây là mình phải tạo ra nè, đem ra 1/2 ra ngoài, đem 2 ra ngoài mình đưa vô 1/2. Ủa sao biết được nè, các bạn hỏi sao biết được, tại vì mình phải chia hai vế cho căn 2 chứ đúng không, là đây là nhân căn 2 nha, đưa vô trong đó là căn 2 chia cho 2 đó. Này nó khó nói lắm nha bạn, cái này nó thuộc về kỹ năng bạn phải làm nhiều với bạn quen thôi, chứ giờ không có thể nào mà một ngày một bữa mà mình giỏi này được, được chưa, tức là mình phải tạo ra được căn 2 chia 2, mình làm mấy dạng này để mình quen đó, tạo ra căn 2 chia 2 để cho mình nhân vô nó sẽ ra là gọi là 1 đấy đó ha, là sin 2x đó trừ cho căn 2 chia 2 có 2x đó, cái kỹ năng này ai biết nổi không đó, phải rất là giỏi lượng giác mình mới hiểu được mấy này. Còn yếu là gặp mấy bài này là không có thể nào làm được đâu. Rồi cái này nè, mình dùng cái này là sin, dùng đưa đưa cos vi chia 4. Mình bấm shift cos đó, cái sau là chắc chắn là sin của vi chia 4 cái này nè. Hiểu không? Mình sẽ đưa sin vi chia 4, sao biết được? Thì đó mình làm qua lần phải nhớ rồi chứ sao giờ. Đó là kỹ năng biến đổi. Ở đây nè, sin a cos b trừ sin b cos a, a là hết, b là vi chia 4, hiểu không? Là tức là sin a trừ b. Sin 2x trừ vi chia 4. Rồi tới đây nè mình mới kẹp được nè, hiểu không? À, mình có nha, ta có nè, kẹp vô đó là trừ 1 bán bằng sin hay trừ vi chia 4 đó. Đúng không? Đó. Trừ vi chia 4
rồi bé ăn bằng một à, hiểu không? Rồi tới đây mình sẽ nhân căn hai, nó không đổi chiều trước đúng không, nhân căn hai vô đã, trừ một căn hai là trừ căn hai, nhân căn hai phía trước là vô, rồi nhân căn hai nhân một không đổi chiều, rồi cộng thêm hai, cộng thêm hai cũng không đổi chiều luôn à, cộng thêm hai đây là cộng thêm hai vô, đây cộng thêm hai phía sau cho nó phía trước cho nó giống, ở đây cộng thêm hai vô à, bạn để hai cộng trước cũng được, này gì để hai trước thì cho nó đẹp, hai trừ căn hai rồi à, thì cái chỗ này đó, cái chính giữa này nè mình thay bằng cái chữ y đúng không, ở nguyên cụm này là chữ y đó, vậy nó hỏi là giá trị gì, giá trị nhỏ nhất đó, giá trị nhỏ nhất tức là hai trừ căn hai đó, được chưa đó, giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất còn lớn nhất là hai cộng căn hai nha, à, là y min được chưa, à, là bằng hai trừ căn hai, mình bấm đây tầm tròn đó 2%, hai chữ số thập phân đúng không, à, bấm máy ra hai trừ căn hai đó rồi là 0,58 nè, sau này số 5 nè, thấy không, số 5 thì 8 này là 9 nha, 0,59 đó, bạn nghĩ coi hiểu không, không có đơn giản tí nào đâu đúng không, à, 0,59 à, coi đáp án rồi đúng không, đúng nè nha. Ê, vậy không, đối với thầy không có cái gì khó ấy. Lớp 12 mà tôi làm còn thấy nó còn dễ dàng là à, giải nó còn nhẹ nhàng, đừng nói chi ba cái đề lớp 11 này nhầm gì, đề chuyên acid lam mà mấy cái đề mà lớp 9 đó, là tôi giải tuốt luốt luôn mấy cái đề đó, trong trường là thầy giáo viên bó tay không. Đấy, đó mình học rồi biết rồi ha, không có nổi với mấy em đâu. À, tiếp theo nha, cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 3, có diện tích là S1, nối chung điểm của bốn cái đó lại theo thứ tự đó, thì diện tích hình vuông có diện tích S2, cứ làm như thế vân 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 dài 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 tới đúng không, thì mình nói bốn cái trung điểm lại mình tưởng tượng trong đầu được không, thì nó sẽ giảm đi phân nửa đó, hiểu không, tức là diện tích nó giảm đi phân nửa đó. Nhìn cái đó là biết rồi, khỏi cả khỏi cần vẽ hình nữa, bạn này mình cũng đã có từng làm rồi được không, tức là cái diện tích ban đầu nó dài dài vô nó sẽ giảm đi phân nửa phân nửa lại được chưa đó, tức là nếu mà làm nha thôi tầm biến làm đó, bạn tự hiểu đi ha, và bạn nói là cái diện tích ở trong cái cạnh nó bằng phân nửa, được dùng từ trung bình đó, hiểu không, đó cái cạnh nó bằng đường không phải phân nửa, xin lỗi là bảy 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 chết 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 rồi bị nó ba, để tôi làm nha, bài này có làm rồi, cứ tiếp tục như thế tính được hình vuông có diện tích là n trăm, tính n trăm. Ồ, bài này cũng dễ nè, tôi sẽ chỉ cho bạn làm cái thôi, mấy cái sau tương tự nha, rồi giờ hình vuông đúng không, hình vuông a, ví dụ giờ tôi cho cái cạnh là a nè, à, a hình vuông cạnh là a này nhanh nha, tập hành đó có gì khó không, đơn giản à, được chưa, hình vuông giờ cái này qua đây tí xíu à. Bạn này có làm rồi, đó có cái hình luôn, một cái đề nào nó cho cái hình, đề này không cho. Được chưa? Đề này không cho đó, chỉ có một cái đề nó cho cái hình luôn. Hiểu không? Đó hình vuông đầu tiên đúng không? Thì cái hình vuông đầu tiên á mình biết cái cạnh của nó là A, đồng ý không? Thì đặt nó là A đi. À, thí dụ cạnh nó là A. Thì cái hình vuông tiếp theo nó lồng ở trong, cạnh nó không phải là A đâu nha. Sorry, không phải A chỉ hai đâu. Đó, cái cạnh tiếp theo này. Đó, hình vuông tiếp theo cạnh này. Đố bạn cạnh nó là nhiêu? Cạnh nó là mình hiểu không? Cạnh ở trong đây nè. À, nó lồng phía trong đây. Được chưa? Không phải là A đâu nha. Đó, bởi vì nó là đường trung bình mà hiểu không? Đó, tôi không có vẽ A B C D là mệt lắm. Cái cạnh này nè nó là bằng nửa cái đường chéo này nè. Mà đường chéo này chính là cạnh căn hai. Đó chính là cạnh căn hai chia hai. Đúng không? Đó, tức là cái đường này nè. Thì cái trong này nó chính là cái cạnh nhân căn hai chia hai. Cứ mỗi lần đi xuống vậy là nhân căn hai chia hai. Mà căn hai chia hai chính là gì biết không? Chính là công bội của nó đó, hiểu không? À, cái cạnh trong là nó lọt trong. Vâng, mình cứ nói vậy ra. Cứ nó đi dài 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 trong, nó thành 200 cái hình vuông á, 100 cái hình vuông lòng lòng nhỏ nhỏ trong vậy đó. Nói gì cho bạn dễ hiểu ha. Rồi, chứ đây mình vẽ ăn trăm hình là thôi hết giờ luôn, không ai vẽ nha. Đấy. Thì ta gọi nè, hình vuông đầu đúng không? Đó, tức là cái giải này nè, mình hiểu không? Tức là mình không cần nói nhiều, nó đơn giản lắm. Nghe nè. Đó, là ta thấy nè. Cái diện tích này nè. Diện tích đó ha. Diện tích SN diện tích ha. À, các diện tích nha. À, diện tích à, các diện tích nha, các diện tích.
hình vuông. Lập thành cấp số nhân với cấp số nhân nha, UN đó, với N là hữu hạn nha, chạy từ 1 đến 100. N chạy từ 1 đến 100. Được chưa? Đó, 1 đến 100. Đó, ha, với số hạng đầu. Số hạng đầu là U1. Đó, nó chính bằng cạnh ban đầu là A. Mình đặt đó là A nha, mình gọi cạnh hình vuông ban đầu là A đi cho nó đúng theo bài bản làm toán là vậy nè. Gọi cạnh hình vuông. Nó cho cạnh bằng 3 chứ, hình vuông ban đầu là 3 nè. Ơ sao rồi, dễ rồi, dễ vậy. Hình vuông. Nó cho cạnh hình vuông ban đầu 3 luôn rồi. Nào với U1 phần 3, đúng không? Số hạng đầu và công bội, đúng không? Công bội là quy. Nó bằng là căn 2 chia 2 đó. Hiểu không em? Căn 2 chia 2. Bởi vì sao? Bởi vì U2 á, cái diện tích S2 hiểu không? Cái diện tích S2 của mình là nó bằng cái cạnh này là bình phương lên nè. Tức là U1 nhân quy mẫu n là căn 2 chia 2 bình. Tức là cái cạnh thứ hai nha, mình chú ý nha. Là chỉ cho không phải căn 2 chia 2 nè. Nói cho lại nè, bây giờ nè, ta có đúng không? Diện tích đầu tiên nè, S1 nè. S1 nha là bằng, thì để chung tổng quát cho em xem luôn nha, để nữa em biết A bình phương. Em đồng ý ha. Rồi, S2 chỉ cho cái cách tổng quát để làm nữa nha. Cái hai là A chia cho căn 2. A căn 2 chia 2, cái cạnh bình phương đó không? Diện tích bình phương, cạnh bình phương. Rồi. Đó, là A bình phương nhân cho 1 phần 2. Đúng không? Bây giờ dễ nè. Từ đó mình quy á, đúng không? Quy á, nó bằng là S2 chia 1. À, lấy số sai chút xíu. Đúng không? Tại vì U2 là bằng U1 nhân quy mà. À, đây là cái luật để mình nhớ luôn. Nhiều khi mình không hiểu mà. Không hiểu đâu. Tức là A bình nè, đúng không? Nhân cho 1 phần 2 chia cho A bình. Đó. Hiểu không? Là rút gọn A bình còn là 1 phần 2. Vậy không sai là 1 phần 2 đó. Hiểu không? Nhưng mà nó cho phép mình làm nháp này nha. Đó. Chứ còn bạn không biết quy là 1 phần 2 đó. Rồi, các bạn đầu. Hiểu không? Rồi. Còn bạn không hiểu là thua. Đấy. Được chưa? Rồi nó kêu là tính được. Nó kêu tính tổng S. Tính 100 quá dễ. Đúng không? Ta có S nè. Nó bằng là tổng từ S1 đến 100 đúng không? S1 cộng S2 cộng S3 cộng chấm 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 S100. Đó. Thì tổng S100 này, thật ra S100 này chính là S100 chỗ này thường được hiệu N đó. Đúng không? Nhưng mà tại đây cái nó thích để gì đó. Đồng ý nha. À, tức là ở đây chúng ta có tổng 100 số hạng đó, tức là cái gì? Theo công thức là U1. Đúng không? Ừ. U1 nhân 1 trừ cho quy mũ n, tức là quy mũ 100 á, chia cho 1 trừ cho quy. Đúng không? Đó, mình coi cái công thức cấp số nhân lại nè. À, để khi mà mình không nhớ. Đấy, coi lại. Đây nè, đó. SN nè, đó, thấy không? Đó. Tại nó ký hiệu gì á, hiểu không? Thật ra nó ký hiệu gì là cũng đúng đó, tại vì cái chữ đó là cái diện tích chứ không phải là cái chữ S, nó bị trùng với chữ S này nè. Hiểu không? Đó, cho nên mình ngộ nhận gì U1 và 1 quy mũ n cho 1 quy, hiểu không? Đó là nó bị trùng cái chữ S rồi cho nên nó mới ký hiệu vậy. Chứ thật ra này là S này nó khác S này nha. S này là diện tích còn S này là cái khác. Thôi hiểu vậy đi. Rồi. U1 là gì? 3 nè. Phải nhân cho 1 cái gì? Phải nhân cho 1 trừ quy. Quy là 1 phần 2 nha. Đó. 1 trừ 1 phần 2 nè. Mũ 100. Đúng không? Đó. Chia cho 1 trừ 1 phần 2. Cái bài này nó kêu mình tính cái này đúng không? Tính tổng cái này đấy. À, tổng cái này chắc chắn nó phải ra đẹp đúng không? Nó ra đẹp thì sao nó đâu đâu để có U1 là 3 đúng không? Đúng rồi, 1 trừ quy 1 phần 2 mũ 100 rồi chia cho 1 trừ 1 2 rồi, ok chắc chắn phải đẹp đó, không đẹp là nó sẽ kêu làm tròn chắc luôn. 1 nè trừ nè đó, 1 phần 2 đó mũ 100. Ồ. 1 phần 2 là mũ 100 nè. Chia cho 1 trừ cho 1 phần 2 là bằng 1 phần 2 luôn á. Đấy, đấy, đấy. Rồi nó ra là 6. Ồ, đấy, đây là 6. Ồ, còn cái số 3 đầu tiên. 3 nhân 1 trừ quy mũ n. À, quy là quy là 3, 7 gì 3 không? Quy là 3 nha, quy là 3, quy là 1 2. Đúng rồi, quy 1 2.
U1 1 chữ quy mũ N. Đúng rồi, 1 2 chứ. Đúng không? 1 bằng 2. Cạnh hình vuông. Bây giờ diện tích đầu tiên là S1 đúng không? Hình vuông có cạnh là 3. Bốn trung điểm A, B, C, D, D, A là S2, bốn trung điểm đúng rồi. Cái đường chéo này, đường chéo này chính là A căn 2. Đúng không? A căn 2. Nhưng mà cái cạnh này là A, đường chéo này nha, chính là cạnh căn 2 là A căn 2. Rồi nhưng mà mình sẽ chia 2. Bởi vì thằng này nó là định trung bình. A căn 2 chia cho 2. Rồi, vậy cái S2 để được coi lại coi nha. Q nó bằng là S2 chia cho S1. S2 là A căn 2 chia 2 bình phương lên. Cạnh hình vuông là cạnh bình phương đúng không? A căn 2 chia cho 2 bình phương chia cho A bình phương. Rồi, A căn 2 chia 2 là 2 phần 4 là 1 phần 2 bình phương A bình. Đúng rồi. A bình. Đó là bằng là 1 phần 2. Hợp lý nha, đâu có gì sai đâu ta. Rồi, U1 theo công thức này, phải không? 1 trừ quy mũ n chia 1 trừ quy. Quy của mình là 1 phần 2. U1 diện tích ban đầu mình là U1 3. U2 3 nhân cho 1 phần 2 là 3 phần 2 đúng không? Cạnh này bình phương lên. Ấy 7 7. Tầm 7, diện tích ban đầu là bằng nhiêu? Bằng 9. Cái cạnh là bằng 3 mà nó lừa bạn ơi. Thầy xin lỗi nha, 9 mới đúng. Tại vì cái diện ban đầu là cạnh bằng 3 chứ không phải là diện tích bằng 3. Nhìn nhầm nè. Rồi 3 bình là 9 đúng không? Cái này là đúng rồi đó. Hiểu ha. Rồi ok, bị sai chỗ đó đó. Bởi vì knock out. Chặt chặt tán. Đúng không? Bán trâu. Rồi 18, ok, đúng rồi đó. Không có đáp án là mình bị nhầm liền, đúng chưa? Đáp số 18, thấy chưa? Rồi, đây. 18, thấy chưa? Rồi, còn hai câu nữa hoàn thành luôn. Cố gắng, này cũng dễ thôi. Đó, dễ tốc lực luôn á. Rồi, số giờ ánh sáng mặt trời của thủ đô Hà Nội trong ngày thứ tư của một năm không nhuận. Năm không nhuận là năm có 365 ngày, được cho bởi hàm số DT bằng như thế này. T thuộc Z, T chạy từ 1 đến 365. Hỏi ngày thứ bao nhiêu trong năm thì số giờ ánh sáng thủ đô Hà Nội đạt giá trị lớn nhất. Có chỗ dễ đúng không? Thì ta có này. Lớn nhất đúng không? Thì ta lập luận cái đó thôi, ta kẹp thôi, trừ 1, nó quá dễ. Nói chung là mấy bài này hồi xưa mà mình mới học, thầy còn làm mấy cái bài đồ thị tan của tan đồ còn làm được. Ba cái này nhầm gì? Đúng không? Là chuyện nhỏ. Chuyên chạy từ chiều 1 nhật mình nhân 3 không đổi chiều. 3 vô đây, nhân trừ 3 nhân 3 không đổi chiều. Rồi mình cộng thêm 13 cũng không đổi chiều. Không? Trừ 3 cộng 13 ra 10. Rồi, này cộng 13 để phía sau giống như nó ha. Rồi này cộng 13 là ra 16. Rồi tiếp theo là gì các bạn? Tiếp theo là vì T là mình giải phương trình này ra giá trị nhỏ nhất nha. Tức là ở đây nó sẽ tương đương. Tương đương với 10 bán bằng gì? Y, DT chứ không? DT. Đó, bán bằng gì? 16. Vậy giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của gì? Nhỏ nhất. Mẹ hỏi bao nhiêu nào thì ánh sáng mặt trời đạt giá trị nhỏ nhất. Rồi, đó tức là DT là gì? Bạn biết rồi. Đó là số giờ ánh sáng mặt trời nhỏ nhất đúng không? Ở bao nhiêu thì số giờ ánh sáng mặt trời của đâu nhỏ nhất? Lớn nhất thì lại lớn nhất bạn bạn lớn nhất nha, giá trị lớn nhất của DT là mắc DT đó là bằng 16, mà bằng 16 mắc cái đầu tiên đúng không, mắc cái này bằng 16 thì bên phải nó bằng bên phải này đó, khi và chỉ khi, đừng có ghi khi và chỉ khi, và chỉ khi hai đó tương đương nhau đâu đúng, nếu mình ghi là phải ghi chữ khi và chỉ khi chứ không được ghi dấu tương đương. Bằng một. Ở mà xin là một chúng ta quá quen rồi đúng không, thì cái ruột nó cái một là đuôi là k hay pi bấm shift xin của một thầy làm luôn cho nhanh nha, là pi chia hai đó, tại vì mấy em không biết lâu rồi bất công. Rồi pi chia hai cộng k hay pi
Rồi bây giờ mình giải cái này ra T, mình kẹp cho xong mất tiêu, đúng không? Ở này bi bỏ nè, đúng không? Bi chữ 2 nè, bỏ chữ bi nè, bỏ bi, bỏ bi, còn lại là một, này là bỏ bi. 182 chia 2, đó mình không biết để mình lấy máy tính nhẩm là được rồi đúng không? Chia 91 thôi, mà lại chia cho em vui vậy đó. Ở 91, ở 91, ở 182 nhân 2, đó mình không biết, mình bấm là 364 đó, nè 182 này nhân 2 nè, đó 364, 364. Nhưng mà để 364 phía trước á. Rồi, được chưa? Chừng nào có chữ bi mình hãy để phía sau. Rồi mình chuyển T qua, 70 cộng 191 cộng cho 70 đúng không? Là 161, đồng ý ha. À, tức là T bằng 161 à, cộng cho 364 K. Rồi, T mình nó kẹp đúng không? À, nó chạy từ đâu tới đâu? 1 tới 365. À, vì T nên mình thay vô đây 161 cộng này. Cái này dùng shift son là nhanh nhất. Đó, đừng có giải người ta. Người ta còn lâu quá. Rồi, giờ mình sẽ nhập cái máy tính là gì? 161 cộng 364 x. À, cộng 364 x. À, mình cho bằng giá trị đầu tiên là bằng 1. Đó. Mình bấm shift son. Nó ra là trừ 0,43. Trừ 0,43. À, bán bằng K. Bán bằng. Rồi mình cho bằng 365. Đó, 365. À, bấm shift son. Đó, bằng. Nó ra là 0,56. À, vậy suy ra K là mấy? K bằng 0, thỏa mãn nó đúng không? Bằng 0, vì K nguyên. À, K nguyên. À, rồi, K bằng 0 thì ta có là gì? À, với K bằng 0, ta có T sẽ bằng là 161 cộng 361 nhân 0 là 161. Rồi, vậy chúng ta chọn đáp án. À, đáp số là 161. Đó, đơn giản không? Quá đơn giản. Rồi, đáp số đây, 161. Rồi, câu cuối cùng. Đó, đề này chiều thi gửi qua thầy nè. À, phát một ra liền, đúng không? Yeah. Rồi, tính tổng các nghiệm của phương trình này. Trong cái đoạn từ 0 đến 2 pi và kết quả làm tròn để hàng phần trăm là hai chữ số phân. Trời ơi, tổng các nghiệm này mình làm không biết bao nhiêu lần rồi, đúng không? À, nó thành huyền thoại rồi. À, này tương đương với sin 2x này, bằng cos x này. Tương đương mình chuyển cos về sin mới giải được, chứ sin bằng cos là hai hàng khác hỏi nhau đâu có làm được, đúng không? Cos là bằng sin là lấy pi chia 2, đúng không? Đó. Rồi, pi chia 2 mình trừ cho gì? Trừ cho x. Rồi, đó mình dùng sin bằng sin. Sin u bằng sin v đúng không? U nè bằng v cộng cho k 2 pi đúng không? Đó. U nè bằng v nè cộng cho k 2 pi. Đó, k thuộc z. Hoặc là gì? U bằng pi trừ v cộng k 2 pi. Đó. Bi trừ V cộng K hay B. Đó. Chưa? Đó. Bi trừ V. À, đó mình giải hai này ra là xong. Đó. Này chuyển qua là trừ x này. Hoặc là x cộng x là 3x. Đúng không? Chia 3 xuống. Đó. Bi chia 6. Cộng K hay Bi chia 3. Còn này là trừ trừ x là thành x, chuyển qua thành trừ x là còn lại là x, bỏ đi chữ x này. Ở bi trừ bi chia 2 là bi chia 2. Đó, đó là. Rồi xong, đó, bi chia 2. Rồi, vậy cho chúng ta kẹp thôi, đúng không? Đó. Xét cái nghiệm đầu tiên. Đó. Đúng không? Rồi, xét cái nghiệm đầu tiên vì x nó lớn bằng 0, bé bằng 2 pi. Nên đó, mình kẹp giữa 0 với 2 pi. Đó, chung mấy bài này cũng lặp lại mấy bài kia thôi chứ có gì đâu. À, 2B. Rồi, ta sẽ giải ra K kẹp giữa. Đó, lấy B chia 6. Đúng không? B chia 6. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cộng cho X đó, nhân với 2B chia 3. 2B. Đó. Chia cho 3. Rồi, mình sẽ cho nó bằng. À, là 0. Đầu tiên bằng 0 trước đúng không? X cộng 2B xong 2B chia 3. À, bằng đó là trừ 0,25. À, mình cho nó bằng 2 pi. Đó. 2 pi. À, bấm shift son bằng 2,75. Đó. Thì tương đương cái K nó sẽ thuộc cái gì? À, thuộc 0,25 là 0 nè, 1, 2 đúng không? Đó, 3 giá trị. Rồi. Biết kết quả số phần gì? Nó kêu trong cái đoạn này đâu, tổng các kỷ niệm rồi. Ok. Với x bằng 0. Bài này hơi bị nhiều rồi, đúng không?
ta có x1 là bằng pi chia 6. Đúng không? À, x1 bằng pi chia 6. Rồi, với x bằng 1 ta có k với x k nhé. K bằng 1 ta có x2 pi chia 6 cộng 1 nhân cho, đúng không? Pi chia 6 là cộng cho 1 nhân cho 2 pi chia 3. Quy đồng lên nhân 2 lên là 4 pi chia 6 cộng pi chia 6 là 5 pi chia 6. Rồi, với k bằng 2 ta có x3 pi chia 6 cộng cho 2 nhân 2 pi chia 3. Quy đồng mẫu chung là 6, đâu nhân 2 lên 2 nhân là 8, 9 pi chia 6. 9 pi chia 6 thì không có được để 9 pi chia 6. Đúng không? À, 2 nhân 2 4 mẫu hệ là để rút gọn còn lại cho 3 đi. Rút gọn cho 3 còn lại là 3 pi chia 2. Rồi, đó là cái nghiệm thứ nhất. Đó, tiếp theo mình xét cái nghiệm thứ hai. Bài này hơi bị chua, dài, chứ không khó. Nó không khó mà nó dài. Được chưa? Rồi mình kẹp vô thôi. Đó, pi chia 2 cộng k vi. Kẹp chính giữa vô. Đó, rồi. Mà, nó hơi dài thôi chứ không có khó nha. Khó là không khó rồi đó. Rồi mình sẽ sửa lại. Pi chia 2 cộng k2pi. Cộng k là x nhân 2pi. Rồi mình sẽ cho bằng 0. Shift son bằng trừ 0,25. Rồi mình cho bằng 2pi. Không phải 75. À, thì là K nó sẽ thuộc K nó bằng 0 thôi. Ê, ừ đúng rồi, K bằng 0. Chỉ có số 0 thỏa mãn thôi. À, với K bằng 0, ta có x4 là bằng pi chia 2. À, cộng cho 0 với 2 pi đó. Rồi, vì kết luận này, yêu cầu mình tính gì đây? À, tổng tất cả các nghiệm của phương trình. À, tổng tất cả các nghiệm của phương trình. Đúng không? À, tính ra luôn đi. S là bằng S1 cộng S2 cộng X3 cộng X4. À, X1 là nhiêu? X1 đây là pi chia 6. Đó, pi chia 6. X2 là nhiêu? X2 là nhiêu? Nãy nó tính là 5 pi chia 6. X3 là nhiêu? 3 pi chia 2. X4 là pi chia 2. Rồi, bấm máy đừng bao giờ bấm chữ pi. Thế thầy nha. Bấm bấm cho thầy là 1 phần 6 thôi. Rồi, cộng 5 phần 6 cộng 3 phần 2 cộng 1 phần 2 để đó là 3 pi. À, 3 pi giờ mình sẽ làm tròn. Yêu cầu mình làm tròn đó gì? Làm tròn đó hàng phần trăm. À, hàng phần trăm. À, 3 pi là hai chữ số hợp phân đó. À, 9,424 là hàng 42 đúng không? 9,42. À, rồi đáp số. À, coi coi đúng không? Rồi, ok. Xong ha. Rồi. Thì có bạn có thắc mắc chỗ nào không? Rồi, nếu không có mình nghỉ nha. Rồi, thì chào tạm biệt các em nha.